tên gọi và hình tượng của những vị Phật, Bồ Tát thường gặp. Mỗi vị Phật, Bồ Tát đều có một hình tướng, hạnh nguyện riêng. Nhưng tất cả các ngài đều có lòng thương chúng sanh vô hạn và làm lợi ích cho hết thảy. Hãy cùng kênh chúng tôi tìm hiểu tên gọi và hình tượng của những vị Phật, Bồ Tát thường gặp. 1. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca, Trung Hoa dịch là Năng Nhơn, Mâu Ni là Tịch Mặc. Thích Ca Mâu Ni nghĩa là người hay phát khởi lòng nhân từ mà tâm hồn luôn luôn an tĩnh, vắng lặng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người khai sáng ra đạo Phật. Ngài được thờ ngay giữa chính điện, ngự trên đài sen với tư thế ngồi kiết già, hoặc ngồi kiết già với tay phải cầm hoa sen đưa lên. 2. Đức Phật A Di Đà. A Di Đà còn gọi là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang và Vô Lượng Công Đức, nghĩa là tuổi thọ, hào quang và công đức của ngài không thể lường được. Ta thường thấy hình tượng Phật A Di Đà đứng trên tòa sen, tay trái cầm đài sen, tay phải duỗi xuống để tiếp dẫn chúng sanh. Các chùa hay thờ tượng ngài đứng giữa, bên phải là Bồ Tát Quan Thế Âm, bên trái ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí. Đây gọi là Tây Phương Tam Thánh. 3. Đức Phật Di Lặc. Di Lặc tiếng Phạn là Maitreya, tiếng Bali là Maitreya. Di Lặc hay Di Lạc tức là vui vẻ và hoan hỷ. Ngài là vị Phật ở đời tương lai. Tượng Phật Di Lặc mập mạp, bụng to, miệng cười rất tươi. Bụng to là chỉ cho sự bao dung rộng lượng, miệng cười là chỉ cho lòng hỷ xả không vướng mắc. Có nơi thờ tượng Phật Di Lặc có thêm 6 chú tiểu bám ở quanh mình, biểu trưng 6 căn của một con người. 4. Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán là quán sát, lắng nghe. Thế là thế gian. Âm là âm thanh. Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát quán sát, lắng nghe tiếng kêu than của chúng sanh trong khắp thế gian để kịp thời cứu giúp họ thoát khổ. Tay phải ngài cầm cành dương liễu, tay trái cầm bình nước cam lồ để tưới mát chúng sanh. Trên đỉnh đầu có hình Đức Phật A Di Đà. Có rất nhiều hình tượng Quán Thế Âm như Quán Âm Lộ Thiên, Quán Âm Thị Kính, Quán Âm Nam Hải, Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, vân vân. 5. Bồ Tát Đại Thế Chí. Đại Thế Chí Bồ Tát còn được gọi là Đắc Đại Thế Bồ Tát, Đại Tinh Tấn Bồ Tát, Vô Biên Quang Bồ Tát, vân vân, hay vắn tắt là Thế Chí. Ngài là vị Bồ Tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ Đề. Đại Thế Chí Bồ Tát, vị Bồ Tát có hạnh nguyện đại hùng, đại lực, đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ chúng sanh can cường. 6. Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng có nghĩa là an nhẫn, bất động như đại địa, tư duy sâu xa, kín đáo như kho tàng bí mật. Ngài mặc áo cà sa, đội mũ tỳ lô, tay phải cầm tích trượng có 12 khuyên, tay trái nắm viên minh châu. Ngài thực thờ trong chánh điện bên phải Đức Phật Thích Ca hoặc nơi các nhà thờ vong linh. 7. Đức Phật Dược Sư. Thông thường có 7 Đức Phật Dược Sư hoặc 8 Đức Dược Sư nếu cộng thêm Đức Thích Ca Mâu Ni.
hạnh nguyện của các ngài rất tương đồng, như giúp chúng sanh được cứu khổ ban vui, sinh vào thiền đạo, thân hình đầy đủ các căn, được giàu có, xinh đẹp, thọ mạng dài lâu, tiêu trừ các tội lỗi về phạm giới, khuyết giới, tiêu trừ các tội trộm cắp, nghèo khó, giúp trừ các bệnh khổ, thân tâm ma quỷ ám hại, được vãng sanh tịnh độ, vân vân. Bản Hán văn bên Trung Quốc nguyên có 7 bộ kinh dược sư, tương ứng với công đức bản nguyện của 7 vị Phật, gọi là Kinh Thất Phật Dược Sư Bản Nguyện Công Đức. Phần nói về 6 đức dược sư là quyển thượng, và phần nói về đức dược sư Lưu Ly Quang là quyển hạ. Tuy vậy, khi truyền sang Việt Nam thì chỉ có một bộ bản nguyện công đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai do ngài Pháp Sư Huyền Trang dịch. Nguyên nhân cũng do một phần Việt Nam thịnh hành pháp môn trì danh hiệu Phật. 8. Phật mẫu chuẩn đề. Thân vị Bồ Tát này có màu vàng trắng hay màu vàng lợt, ngồi kiết già trên đài sen, có hào quang tỏa sáng xung quanh, mình mặc thiên y, trên đầu trang điểm ngọc anh lạc, đầu đội mão báu, có ngọc lưu ly rủ treo, có 18 tay đều đeo vòng xuyến khảm xà cừ, và mỗi tay đều cầm các loại khí cụ biểu thị cho các tam bụi da, gồm có 3 mắt. Vị Bồ Tát này chuyên hộ trì Phật Pháp và bảo hộ cho những chúng sanh có mạng sống ngắn ngủi được thọ mạng lâu dài. Pháp môn tu hành của vị Bồ Tát này là trì tụng bài chú Nam Mô Tát Đa Nẫm Tam Biệu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẫm Đát Diệt Tha Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. 9. Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni của Mật Tông có nói: trong vô lượng ức kiếp thời quá khứ, Bồ Tát Quan Thế Âm nghe Đức Thiên Quang Vương Tịnh Chú Như Lai nói thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni, bèn phát nguyện làm lợi ích an lạc tất cả chúng sanh. Liền khi ấy, trên người ngài mọc ra 1.000 con mắt và 1.000 bàn tay. Thiên thủ thiên nhãn là ngàn mắt ngàn tay. Con số ngàn không chỉ có nghĩa đen là đúng 1.000, mà ám chỉ một số lượng nhiều vô số kể, không thể đếm được. Do đó nên hình tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn trên thực tế tại các chùa có thể có hơn 1.000 tay, cũng có thể có vài chục tay hay vài trăm tay. Nghìn mắt để thấy khắp thế gian và nghìn tay để cứu vớt chúng sanh. Bàn tay tượng trưng cho hành động, muốn làm việc gì cũng phải dùng đến bàn tay. Còn mắt tượng trưng cho sự xem xét, quán thông, thấu suốt, thấy rõ tường tận tất cả chúng sanh ở các cõi, thấy cả xa lẫn gần, cả to lớn lẫn tế vi, trước mặt và sau lưng, trên và dưới, ban ngày và ban đêm, vân vân. Tượng có thể có hình con mắt trong lòng bàn tay, tượng trưng cho ý nghĩa hễ mắt để đâu thì tay theo đó, hễ nhìn thấy nơi nào có chúng sanh khổ nạn là ngài ứng hiện và giang bàn tay từ bi ra để cứu giúp tức thì. 10. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói cho đủ theo âm Hán là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại trí là trí tuệ, thấu triệt tường tận các chân lý tuyệt đối. Trí này có khả năng soi rọi, chuyển hóa vô minh phiền não dục ái, nhiễm ô thành thanh tịnh, đưa nhận thức vượt lên mọi phạm trù đối đãi, đạt giải thoát toàn diện. Là vị Bồ Tát tiêu biểu cho trí tuệ, Bồ Tát Văn Thù thường được miêu tả với dáng dấp trẻ trung, ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen. Trên tay phải của ngài dương cao lên khỏi đầu là một lưỡi gươm đang bốc lửa, một biểu tượng đặc thù của Bồ Tát Văn Thù để phân biệt với các vị Bồ Tát khác, mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích
trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận, đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Trong khi đó, tay trái của Bồ Tát đang cầm giữ cuốn kinh Bát Nhã trong tư thế như đang ôm ấp vào giữa trái tim mình suối nguồn và biểu trưng của tỉnh thức và giác ngộ. 11. Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát dịch âm là Tam Mạng Đà Bạc Đà La hoặc Tam Mạng Đà Bạc Đà. Phổ là biến khắp, Hiền là đẳng giác. Bồ Tát Phổ Hiền là vị Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa. Theo Kinh Pháp Hoa, Ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía đông cõi Ta Bà. Nghe thế giới này thuyết Kinh Pháp Hoa, liền lãnh đạo 500 vị đại Bồ Tát đến nghe Pháp và phát tâm hộ trì chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca. Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo Pháp và đại diện cho bình đẳng tính trí, tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Bồ Tát Phổ Hiền hay được thời chung với Phật Thích Ca và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát cởi con voi trắng sáu ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, sáu ngà cho sự chiến thắng sáu giác quan. Trong hệ thống ngũ Phật, Phổ Hiền được xem ở trong nhóm của Phật Đại Nhật. Biểu tượng của Phổ Hiền là ngọc như ý, hoa sen, có khi là trang sách ghi thần chú của Bồ Tát. Mỗi vị Phật Bồ Tát đều có hình tướng hành nguyện riêng, nhưng tất cả các ngài đều có lòng thương chúng sanh vô hạn và làm lợi ích cho hết thảy. Tác giả Linh Tâm xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe và theo dõi của tất cả quý vị. Chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe, an lạc, hạnh phúc.